Theo ghi nhận của PLO, sáng 28 tháng 11, hàng trăm công nhân đang thực hiện các công việc như xới đất, chia hàng, căng dây để trồng hoa hướng dương đợt 1. Tại đây, đơn vị thi công được chia làm 3 khu vực trồng hoa. Các khu vực gồm trước đình An Khánh, trước cổng chào thành phố Thủ Đức và phía bờ sông Sài Gòn. Hiện khu vực trước đình An Khánh và cổng chào thành phố Thủ Đức. Công nhân đã hoàn tất các công đoạn, bắt đầu đưa bầu hoa xuống đất. Cũng theo ghi nhận của PLO, đến khoảng 9 giờ 30 phút, hai chiếc xe tải mang theo hàng ngàn cây hoa hướng dương được đưa đến trước khu vực trồng hoa. Theo đó, tại khu vực trước đình An Khánh và cổng chào thành phố Thủ Đức, hoa hướng dương được trồng thành 7 hàng. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức cho biết, đây là đợt trồng hoa đầu tiên để phục vụ du khách tới tham quan vào dịp Tết Dương lịch 2024. Bên cạnh hạng mục trồng hoa hướng dương, đơn vị thi công đang gấp rút triển khai nhiều hạng mục khác. Cụ thể, khu vực bờ sông Sài Gòn sẽ được trồng thảm cỏ, bồn kiểng để tạo cảnh quan và tạo điểm nhấn cho khu vực.